Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế làm chủ đầu tư. Hai bệnh viện đã khánh thành khu khám bệnh vào tháng 10 của năm 2018, nhưng mà đến nay thì đều đóng cửa và không biết đến khi nào mới có thể đi vào hoạt động. Đại diện Ban Quản lý Dự án cho biết nguyên nhân dẫn đến hai dự án chậm tiến độ là do đơn vị lần đầu thực hiện dự án, thiếu kinh nghiệm, chưa lường hết được các phát sinh trong quá trình triển khai. Hai bệnh viện được thiết kế theo nguyên mẫu của bệnh viện nước ngoài và dự án cũng thuê công ty nước ngoài thiết kế thi công. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng có nhiều điều chỉnh, thay đổi nhiều hạng mục theo ý kiến của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức như thay đổi hệ thống điều hòa, hệ thống nước nóng, số lượng điều hòa thang máy, khu vực nội trú cho y bác sĩ nên thời gian thực hiện bị vượt quá, tính toán không thể hoàn thành theo tiến độ được giao. Năm 2019, Bộ Y tế xin tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án. Tiến độ được điều chỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đến năm 2020, hai dự án đã hoàn thành hơn 90%, về cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn một số hạng mục như cổng phụ, phân chia các phòng theo thiết kế. Tuy nhiên do đã hết thời gian thực hiện dự án nên đơn vị không thể thực hiện các thủ tục bàn giao.